か。ガガオ。Xong thì các bạn cứ để cho nó khô thật khô đi. Sau khi nó khô hết các cái phần cơ khí rồi thì các bạn mới xấy các cái phần điện để cho nó khô hết đi. Thì xong rồi mới bắt đầu cắm điện. Chứ nếu mà bây giờ đang ướt như này mình cắm điện thì nó sẽ sợ nó chập mất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.